Xin chào các bạn, hôm nay đồ chơi di động.com sẽ giới thiệu đến các bạn cái mẫu bao da dành cho Asus Zenfone 5 mẫu mới. Đây là mẫu mà nó được lót giả da cả hai mặt. Đây là mẫu thứ hai tại đồ chơi di động.com. Mẫu trước là mẫu bao da Neutrin Sparkle với mặt sau là option, mặt trước là lớp da, còn ốp này là cả hai mặt đều là da cả. Và nó có tính năng đặc biệt, tất nhiên là ngoài tính năng cái cửa sổ thông minh hình tròn này, thì khi mà các bạn đóng nắp lại thì sẽ hiện một số thông tin cơ bản như ngày tháng năm giờ, rồi số lượng tin nhắn chưa đọc, cuộc gọi nhỡ, vân vân, hoặc là có cuộc gọi đến thì các bạn quẹt ngang để mà trả lời luôn, hiện thông tin người gọi đến đây luôn. Ngoài ra có tính năng đặc biệt nữa là nó có thể đặt ngang như thế này để các bạn xem phim mà không cần phải giữ máy bằng tay, rất là tiện lợi. Nó có hiện nay mình có trên tay là tổng cộng là 4 màu, là màu hồng rất đẹp, màu cam, màu xanh đen và màu đen. Giờ mình sẽ cho các bạn xem chi tiết về cái chất liệu trên cái bao da này. Đây là phần trên đỉnh có chừa cái lỗ, ngay cái lỗ này để các bạn nghe cuộc gọi đến. Các bạn quẹt ngang đây và đặt áp tai vào nghe luôn, không cần phải mở nắp ra làm gì. Cái mép viền của nó là được dập giả chỉ, rất đẹp. Các bạn cũng đừng lo lắng bởi vì cái micro trên cái Zenfone 5 nó nằm ở dưới đáy máy. Đây nó không có chừa cái lỗ ra để cho bạn gọi, không cần thiết, tại vì cái đáy máy nó hở ngay đây rồi. Đây là mặt sau của chiếc bao da. Cái lỗ tích hợp chỗ này là cái khung phần nó chừa cái camera với lại cái đèn flash. Ở dưới này là cái loa phía sau, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến cái âm lượng của loa. Còn đây là mặt trong của chiếc bao da. Đây là cái phần gáy được nhúng luôn để các bạn có thể gặp mở ra, đóng vào mà không sợ nó bị nhăn hay gãy. Đây là phần ốp cố định, các bạn chỉ cần đặt nguyên chiếc máy vào. Thế là xong, rất đơn giản. Với những màu dễ lựa chọn như thế này, các bạn có thể dễ dàng chọn cho mình cái màu sắc ưu thích và phối chung với các món phụ kiện khác của mình. Sản phẩm đang được cung cấp tại đồ chơi di động.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.